Con nghe nên thì con Gian Đe nè, 5050D nè. 50 ngựa. Hai cầu. Có turbo tăng áp. 50 ngựa nghe bà con. Sản xuất lắp ráp tại Ấn Độ theo chuẩn bản quyền của Nhật Bản nha. Hai cầu. Gian Đe 5050 376 triệu bà con, hai cầu luôn nha. 376 triệu. Không đuôi, không ủi, không tạ nha bà con. Chưa về thế về tê luôn. Nè đứng thôi. Bánh trước là 8/18. Bánh sau là 171. Cho dê xe chỗ nào cho nó gã à? Dê xe đó đó, chỗ nào? Em mới chụp hình cho anh rồi đó. À. Rồi, có gửi rồi. Dạ. Dạ rồi, rồi ok. Hai cầu rồi con, turbo tăng áp luôn nha. 376 triệu. Không đuôi, không mũi, không tạ. Chưa thế VAT. 376 triệu. Cái bánh là 14.9/28. Bánh sau. Bánh là bánh gai móc luôn nha bà con. Bánh là bánh gai móc luôn nha. 376 triệu. Turbo tăng áp. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Ba trăm bảy mươi sáu triệu nha bà con. Turbo tăng áp 3 máy nè, 36 ngựa. Đây số cầu số lái đó đây, đẹp nha. Được không ấy? Đỏ bên kia. Đẹp mà coi. Nghe anh ơi. Chưa để em coi coi. Nhiêu vậy? Đây, 0050. Turbo tăng áp 50 ngựa, 376 triệu, không đuôi, không mũi, không có chưa thế VAT mà con, rất đẹp nha. Sản xuất đất Ấn Độ nha, cái chuẩn bản quyền Nhật Bản nha.